Lúc này thì chúng ta sẽ nhấn nút mà chúng ta muốn mạch sẽ ốp. Bây giờ ví dụ mình sẽ nhấn nút vuông này. Như vậy là mạch đã học lệnh thành công. Ở chế độ số 3, khi chúng ta nhấn nút mà hồi nãy mình đã học ở chế độ on thì mạch sẽ cấp nguồn cho khóa từ, và nhấn nút ốp thì mạch sẽ ngắt nguồn. Như vậy chế độ số 3 là chế độ on ốp hai nút. Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tự chế bộ khóa mở cửa từ xa qua remote RF. Thì bộ này sẽ có chức năng là điều khiển đóng mở khóa từ để khóa cửa từ xa thông qua remote RF. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp được nhiều remote cũng như là nhiều nút nhấn khác nhau cho một mạch thu RF để điều khiển khóa từ nha các bạn, ở nhiều chế độ khác nhau. Và tất cả sản phẩm này đang được bán trên website điện tử dt.com. Và mình sẽ ở đây được dẫn các sản phẩm này ở dưới phần mô tả video, các bạn có thể truy cập để xem chi tiết. Và trong bộ này sẽ sử dụng điện áp là 12V, cho nên mình sẽ sử dụng adapter 12V để sử dụng nguồn trực tiếp từ 220 điện gia đình nha các bạn. Và ở video trước mình đã giới thiệu cho các bạn mạch chuyển nguồn tự động tích hợp quản lý sạc ắc quy 12V. Nếu trường hợp các bạn sợ bị mất điện thì các bạn có thể kết hợp với mạch này, các bạn có thể tham khảo sơ đồ hoặc là video vừa rồi để đấu vào để sử dụng. Khi mà chúng ta mất điện thì mạch sẽ tự động chuyển sang sử dụng nguồn từ bình ắc quy, cũng như là mạch sẽ tự động sạc ắc quy và có chế độ tự ngắt sạc khi đo đủ điện áp và bình đầy nha các bạn. Có video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp trực tiếp từ adapter. Và để lắp được chọn bộ này thì chúng ta sẽ cần các linh kiện như sau. Đầu tiên là một bộ khóa điện tử mini 12V. Thì bên trong khóa này sẽ có một lò xo và sẽ đẩy chốt này ra khi mà chúng ta chưa cấp nguồn nha các bạn. Và khi chúng ta cấp nguồn thì chốt này sẽ được tự động hụt vào nha. Và một mạch điều khiển RF, một relay 12V. Ở đây thì mình sẽ sử dụng mạch là 315, do remote mình cũng là 315. Nếu các bạn sử dụng mạch 433 thì các bạn sẽ sử dụng remote là 433MHz nha các bạn. Ở đây thì mình sử dụng remote 3 nút, các bạn có thể sử dụng remote ít nút hơn hoặc là nhiều nút hơn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng remote này. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng remote khác. Thì hiện tại điện tử DT có rất nhiều mẫu remote khác nhau, các bạn có thể truy cập đường dẫn ở dưới phần mô tả video để xem chi tiết nha. Và tiếp theo là một adapter 12V 3A. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng adapter có nguồn là từ 2A trở lên là được nha. Ở đây adapter này sẽ có đầu là 5.5mm. Và do là adapter có đầu 5.5mm cho nên ở đây mình sử dụng một rắc cái DC 5.5mm ra hai đầu domino. Trên hai đầu domino cũng có ký hiệu là cộng trừ nha. Và sau khi có đầy đủ các linh kiện thì các bạn sẽ lắp theo sơ đồ có trên hình. Và đây các bạn chú ý là trên sắt cái DC 5.5mm hai đầu mino sẽ có ký hiệu là cộng và trừ. Thì chúng ta sẽ đấu cực dương của mạch với lại cộng, cực âm với lại trừ. Là khi chúng ta cắm sắt được DC 5.5mm từ adapter này thì chúng ta sẽ lấy được đúng nguồn nha các bạn. Còn lại khóa từ này thì chúng ta sẽ lắp với lại cửa. Chúng ta sẽ lắp mặt trong của cửa nha các bạn. Khi chúng ta đóng cửa vào thì cửa sẽ chạm với mặt nghiêng của chốt này. Là chốt sẽ tự hụt vào. Và khi vượt qua khỏi chốt này thì chốt sẽ tự lòi ra. Thì lúc này thì chúng ta sẽ không mở cửa được nữa nha các bạn, trừ khi chúng ta cấp nguồn để cho khóa từ kéo cái chốt này vào nha. Và bây giờ mình sẽ cắm adapter vào nguồn 220 để sử dụng nha các bạn. Và ở đây mạch thu RF này sẽ có 7 chế độ khác nhau. Khi chúng ta chưa học lệnh, chưa ghép nối thì chúng ta sẽ không thể điều khiển được nha các bạn. Và tùy vào chế độ mong muốn thì chúng ta sẽ ghép nối cũng như là học lệnh cho mạch ở chế độ đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ học ở chế độ đầu tiên là chế độ số 1. Để học được chế độ số 1 thì chúng ta sẽ nhấn nút trên mạch một lần. Đèn trên mạch sáng liên tục. Bây giờ mình sẽ nhấn nút nhấn trên remote cần học lệnh. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhấn nút nhấn mũi tên hướng lên này. Ở chế độ số 1 là chế độ tự giữ. Khi chúng ta nhấn nút nhấn thì relay sẽ đóng để cấp nguồn cho khóa từ. Còn khi chúng ta hạ nút nhấn ra thì relay sẽ ngắt để ngắt nguồn khóa từ nha các bạn. Và
hai nút nhấn còn lại chúng ta chưa học lệnh thì chưa có tác dụng gì hết nha. Và chúng ta cũng có thể học chế độ số 1 cho hai nút nhấn còn lại cũng được nha các bạn, thực hiện bằng cách tương tự vừa rồi. Và ví dụ bây giờ mình sẽ học ở chế độ số 2. Ở chế độ số 2 thì mình sẽ càng nhấn nút nhấn hai lần liên tục. Và bây giờ đèn trên mặt sáng liên tục. Bây giờ mình sẽ nhấn nút nhấn trên remote càng học lệnh. Ví dụ bây giờ mình sẽ học lệnh cho nút vuông này. Đèn chớp tắt liên tục là tắt hẳn, có nghĩa là mình cũng đã học lệnh thành công nha. Ở chế độ thứ hai là chế độ nhấn nhả on off. Khi mình nhấn nút nhấn một lần thì relay đóng và mạch sẽ cấp nguồn cho khóa từ. Và khóa từ sẽ và mạch sẽ luôn luôn cấp nguồn cho khóa từ. Khi chúng ta nhấn lại một lần nữa thì mạch mới ở chế độ off nha các bạn. Và lúc này nếu mà chúng ta bấm lại nút nhấn hồi nãy vừa rồi mình học ở chế độ 1 thì mạch vẫn hoạt động bình thường nha. Hai nút nhấn sẽ hoạt động ở hai chế độ khác nha. Và ở đây thì chúng ta có thể học thêm nhiều remote cho một mạch này ở nhiều chế độ khác nhau cũng được nha các bạn. Và các remote sẽ hoạt động độc lập đó nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ học ở chế độ số 3 là chế độ on off hai nút, có nghĩa là bây giờ mình nhấn một nút thì mạch sẽ on và nhấn nút còn lại thì mạch sẽ off nha. Tuy nhiên ở trên một remote này thì mình sẽ cần xóa lệnh để mạch không nhớ remote này, và mình sẽ học lại hai nút này nha các bạn. Để xóa được lệnh thì mình sẽ nhấn nút trên mạch 8 lần liên tục. Và sau đó thì đèn chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn, có nghĩa là mạch xóa lệnh thành công. Lúc này thì mình sẽ nhấn nút trên các remote đã học thì sẽ không có tác dụng nữa nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ học ở chế độ số 3 là chế độ on off 2 nút. Để học được ở chế độ số 3 thì mình sẽ nhấn nút trên mạch 3 lần liên tục. Lúc này đèn cũng sáng liên tục và bây giờ mình sẽ nhấn nút đầu tiên, đó là nút on. Mình muốn học lệnh, ví dụ bây giờ mình sẽ nhấn nút này là nút on nha các bạn. Đèn chớp tắt liên tục, sau đó tắt rồi lại sáng lên một lần nữa. Lúc này thì chúng ta sẽ nhấn nút mà chúng ta muốn mạch sẽ off. Bây giờ ví dụ mình sẽ nhấn nút vuông này. Như vậy là mạch đã học lệnh thành công. Ở chế độ số 3 khi chúng ta nhấn nút mà hồi nãy mình đã học ở chế độ on thì mạch sẽ cấp nguồn cho khóa từ. Và nhấn nút off thì mạch sẽ ngắt nguồn. Như vậy chế độ số 3 là chế độ on off 2 nút. Và vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn học ở 3 chế độ khác nhau. Và bây giờ còn 4 chế độ còn lại là 4 chế độ trì hoãn nha các bạn. 4 chế độ này thì chỉ tương tự giống nhau, chỉ khác nhau là ở thời gian trì hoãn. Ví dụ ở chế độ số 4 là trì hoãn 5 giây, ở chế độ số 5 là trì hoãn 10 giây, ở chế độ số 6 là trì hoãn 15 giây và chế độ số 7 là trì hoãn 20 giây. Ở chế độ này có nghĩa là khi chúng ta nhấn nút nhấn một lần thì mạch sẽ đóng relay để cấp nguồn cho khóa từ. Và sau khoảng 5 giây thì mạch sẽ ngắt điện để tắt khóa từ nha các bạn, mà sẽ tự động đếm thời gian nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ học ở chế độ số 4. Để học được ở chế độ số 4 thì chúng ta sẽ nhấn nút trên mạch 4 lần liên tục. Và đèn trên mạch sáng liên tục và bây giờ mình sẽ nhấn nút cần học lệnh. Ví dụ hồi nãy mình đã học hai nút trên rồi, bây giờ mình sẽ học nút dưới nha. Như vậy là mình đã học lệnh thành công. Khi chúng ta nhấn nút nhấn thì mạch sẽ cấp nguồn cho khóa từ và tự động sau 5 giây sau thì mạch sẽ tự động ngắt nguồn để tắt điện của khóa từ nha. Đó là ở chế độ số 4, trì hoãn 5 giây. Và các nút nhấn còn lại nếu mà mình chưa xóa lệnh thì vẫn hoạt động độc lập với lại nút nhấn được rồi nha các bạn. Và tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ học ở chế độ số 5. Bây giờ mình sẽ xóa lệnh. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ xóa lệnh của các nút nhấn này đây các bạn. Mình sẽ nhấn nút trên mạch 8 lần. Và bây giờ mình sẽ học ở chế độ số 5 thì mình sẽ nhấn nút trên mạch 5 lần. Ví dụ bây giờ mình cũng sẽ học cho nút nhấn ở phía dưới này nha các bạn.
Ở chế độ số 5 thì mạch sẽ trì hoãn 10 giây sau khi chúng ta nhấn nút. Khi chúng ta nhấn nút thì mạch sẽ cấp nguồn cho khóa từ. Sau khoảng 10 giây thì mạch sẽ tự động ngắt khóa từ nha các bạn. Và tương tự với lại chức năng số 6 và chức năng số 7. Chức năng số 6 là trì hoãn 15 giây và chức năng số 7 là trì hoãn 20 giây. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ nhấn nút trên mạch 6 lần hoặc là 7 lần nha các bạn. Còn bây giờ thì video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi đăng video mới. Cảm ơn các bạn.